hoang dã, rất là đẹp, hoang dã thể thao ha. Và chiếc này có chiều dài là 5 mét các vị ha, chiều dài là 5 mét các vị ha, bề ngang nó khoảng 1,8 đến 2 mét, đó là ngang 1,8 đến 2 mét, và cũng là xài động cơ máy trong như vậy ha, máy trong Mercury, máy trong Mercury như vậy ha. Xin lỗi, máy trong là Volvo quý vị, máy trong Volvo, xài Duzet cũng là Volvo luôn đó, Duzet là Volvo đi, máy này xài Volvo ha, Duzet cũng là 350 mã lực như vậy ha, xài chuyên dịch này là 5 tắc như vậy ha, 4 cánh 5 tắc, xài Duzet như vậy ha, xài Duzet Volvo ha. Chiếc này đời năm, để mình coi đời năm, chiếc này đời năm 2015 nhớ vậy ha. Đời. Bên khách mình có ký gửi cho mình sẽ đi quay những cái dòng cano đang giảm giá cho quý vị ha. Quý vị xem tham khảo nha. Chiếc này cũng đời mới cho mình ha. Chiếc này loại dạng cano thể thao cao cấp ha, chút ha. Đang giảm giá cho quý vị ha. Chiếc này có mã hiệu là QX227S ha. Đó, chiếc này rất là đẹp nha quý vị ha. Chiếc này có phía trước đây này. Phía trước nó có cái bàn ghế ngồi như vậy ha. Chiếc này cái bàn ghế ngồi này cái mũi hạ đó, có cái ghế ngồi đây ha. Rất đẹp nha quý vị ha. Mua hai mình còn được 3 người quý vị ha, dạ, rất là đẹp, hoang dã thể thao ha. Và chiếc này có chiều dài là 5 mét các vị ha, chiều dài là 5 mét các vị ha, bề ngang nó khoảng 1,8 đến 2 mét, đó là ngang 1,8 đến 2 mét, và cũng là xài động cơ máy trong như vậy ha, máy trong Mercury, như vậy ha. Xin lỗi, máy trong là Volvo quý vị, máy trong Volvo, xài Duzet. Duzet cũng là Volvo luôn, nó xài Volvo hơn Duzet. Duzet cũng là 350 mã lực như vậy ha, xài chuyên dịch này là 5 tắc như vậy ha, 4 cánh 4 tắc, xài Duzet như vậy ha, xài Duzet Volvo ha. Chiếc đời năm 2015 như vậy ha. Sau nó là cái bằng ghế dài nè, bằng ghế dài là ngồi được 4 người ha, nhưng chung chiếc này đi ngồi được 8 người vậy ha, trong cái tóc luôn nó rất đẹp như vậy ha, tóc đẹp luôn, đó, đầy đủ tiện nghi, máy định vị, máy combo, nói chung có đầy đủ tiện nghi như vậy ha, tùy theo cái sở thích của mọi người ha. Chuyển về cho quý vị chủ yếu xem tham khảo giá, chiếc này đẹp lắm và chiếc này đang giảm giá luôn, chiếc này đang giảm giá rất là nhiều cho quý vị chú ý. Chiếc này đang giảm giá, và chiếc này mình xin nhắc lại, chiếc này có chiều dài là khoảng 5 mét như vậy ha, chiều ngang 2 mét, và xài động cơ Volvo ha, Volvo máy trong luôn, Duzet ha, có giá trị là 56.000 đô la Úc như vậy ha, 56.000 đô la Úc, nhưng đang giảm giá rất nhiều cho quý vị luôn, đang giảm giá tới 10.000 đô la Úc thôi ha, 10.000 đô la Úc là chỉ còn có 46.000 thôi nha, 46.000 đô la Úc. Đó, mình chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá đó. Quý vị anh chị em để biết tham khảo giá thôi, để biết để quý vị anh chị em có điều kiện thì mua ha, còn nói chung là không có thì mình chỉ xem cho biết những kiểu giá mẫu mã ha. Mình chỉ quay cho báo giá thôi. Chỉ là có chiều dài, có tầm hạ là khoảng là 1m1 quý vị ha, 1m1 chiều dài 5m, bề ngang 2m, xe động cơ Volvo Duzet, 46.000 đô la Úc quý vị ha, 46.000. Chỉ là đang giảm giá rất nhiều luôn, giảm giá rất nhiều, giảm giá 10.000 đô la Úc ta, 56, 56.000 còn 46.000 rồi,
chung tùy theo cái sở thích của mọi người. Còn quý anh chị nào thích luôn xe kéo thì chiếc xe kéo này là 3.000 nha. Mình là 49.000. Còn xe kéo là chỉ khoảng 46.000 thôi người ha. Xin lỗi. 56 còn bớt 10.000 còn có 36.000. 46.000 thôi. Đấy, mua rất đẹp người ha. Thể thao. Gọi là dạng thể thao cao cấp như vậy ha. Thể thao cao cấp. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái động cơ này nó mới đi chưa tới 200 giờ nữa như vậy. Động cơ này nó đi chưa tới 200 giờ. Chiếc này đi được tốc độ tới khoảng 80-90 giờ như vậy ha. Cái dòng này là về tại nước Úc hay như vậy ha, chưa bao giờ thuế nhập khẩu một phía bên chuyển như vậy nha. Thuế nhập khẩu một phía bên chuyển mình có ghi trong hồ tả. Chiếc này nếu mà nhập về khoảng 200 triệu như vậy ha, thì phí bên chuyển và thuế máy nhập khẩu nói chung là khoảng 200 triệu. Nói chung tùy theo cái tỷ giá của chiếc cano như vậy ha, cho nên giá cả nó khác nhau. Mình nói chung chung ha, có mấy vườn vườn rất đẹp như vậy, xài chưa tới 300 giờ như vậy ha, đều rất rất đẹp. Máy còn mới lắm, máy còn rất là mới luôn. Chiếc này mới khoảng 80-90% như vậy ha. 90% sợi vô rất máy bên vô ha. Máy bên vô thì anh chị em nào cũng biết rồi, rất là mắc tiền ha. Rất là đẹp lắm. Nói chung tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Rồi, mình chủ yếu mà đi một vòng, sau đó mình xin kết thúc video tại đây ha. Mình quay chi tiết cho mọi người xem, để xem mà tham khảo giá thôi. Nếu quý anh chị em thích thì cứ nhắn tin cho mình. Và mua bán game miền Tây gmail.com ha. Tất cả những cái dòng này là mình quay tại nước Úc ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển ha. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển mình ghi trong phần mô tả. Và bên mình cũng có nhận mua bán cano ra tàu ký gửi ha. Quý anh chị em có cano ra tàu mua bán cứ gửi qua cho mình ha. Mình bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị ha. Đây, và sau đó mình đi một vòng nữa, mình kết thúc video tại đây ha. Đây, cái mũi này. À, cái mũi nó ha, cái mũi nó gì ha, cái mũi bên trong nè, phía trước mình ngồi được 3 người ha, tổng tổng thể của nó là 2 người ha, rất là đẹp luôn, rất đẹp nha quý ha, rất đẹp luôn. Rồi mình đi xin kết thúc video tại đây và mình xin sẽ quay những cái dòng khác cho quý vị xem tham khảo tiếp ha. Rồi, cảm ơn các bạn quý vị trong thời gian qua đã xem video của mình ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ. Quý vị nhớ đăng ký và bấm cái chuông ha, bấm like ha. Bấm like và share video của mình cho tất cả anh chị em cùng theo dõi nha. Rồi. Xin thân chào và mình xin hẹn video kế tiếp ha. Mình sẽ quay những cái dòng khác cho quý vị chú ý xem tham khảo giá tiếp ha. Thân chào, xin hẹn video sau ha. Rất đẹp nha quý vị. Rất đẹp luôn.